Chào các bạn, tôi tên là Đặng Thị Như Hà, là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Da Gia Pha. Trong clip lần trước, tôi đã chia sẻ với các bạn vấn đề là cách xử lý khi bị tinh dầu tràm dính vào mắt. Và trong clip lần này, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về vấn đề là tại sao tinh dầu tràm lại đựng trong chai thủy tinh tối màu. Như các bạn cũng thấy là một số ngành dược phẩm và mỹ phẩm hiện nay thì đầu tư rất là nhiều công sức và tiền bạc vào hình ảnh bao bì, đúng không ạ? Một phần là vì phân khúc khách hàng họ đang muốn hướng đến, một phần là vì định vị thương hiệu của họ. Vì vậy thì họ phải đầu tư, đúng không ạ? Nhưng mà đối với ngành tinh dầu thì chúng tôi vẫn trung thành đối với những loại chai thủy tinh và tối màu như thế này. Tại sao chúng tôi không thay đổi để cho mẫu mã bao bì đẹp hơn ạ? Có phải chúng tôi không muốn thay đổi không ạ? Thực tế thì không phải vậy nha các bạn. Bởi vì có một số lý do mà chúng tôi không thể thay đổi được. Nếu chúng tôi thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tinh dầu. Vì vậy chúng tôi đang phải chấp nhận và giữ nguyên hình ảnh mẫu mã bao bì cũ từ trước đến giờ. Và theo nghiên cứu của một số nhà khoa học trong quá trình nghiên cứu về tính chất vật lý và hóa học của tinh dầu tràm và đã phát hiện ra rằng nếu trong quá trình sử dụng và bảo quản của tinh dầu không phù hợp thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của chúng. Vì vậy thì chúng tôi bắt buộc phải bảo quản tinh dầu tràm trong những loại chai thủy tinh và là phải tối màu như vậy. Tại sao chúng tôi lại đựng tinh dầu tràm trong những loại chai thủy tinh ạ? Bởi vì trong tinh dầu tràm có một số thành phần sẽ phản ứng với nhựa và làm teo chai nhựa, tạo ra một số chất gây ung thư, ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Và chúng tôi bắt buộc phải đựng trong những chai thủy tinh tối màu là mục đích là để hạn chế ánh sáng phản ứng với các thành phần trong tinh dầu tràm, tạo ra phản ứng quang hóa và cũng ảnh hưởng tới chất lượng của tinh dầu tràm. Và nếu như một số hãng thì có một số loại chai đựng tinh dầu khác nhau và chúng chỉ khác nhau ở phần đầu thôi các bạn. Nhưng một số loại thì sẽ là nắp nhựa như vậy, một số loại khác sẽ là đầu lăn tròn hoặc là đầu bóp nhỏ giọt, thì chúng chỉ khác nhau phần đầu. Nhưng mà nói chung về tổng quan của chai thì là những loại chai thủy tinh và màu tối, có thể là màu đen, màu xanh hoặc là màu nâu như vậy. Và trên đây là hai lý do tại sao mà chúng tôi phải đựng tinh dầu tràm trong những chai tối màu. Và chúc các bạn và gia đình luôn có một sức khỏe thật dồi dào và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Các vấn đề thắc mắc, mời ba mẹ liên hệ trực tiếp với hotline của tinh dầu tràm Da Gia Pha 0901 809 484, hoặc để lại bình luận bên dưới rồi đội ngũ chúng tôi hỗ trợ trực tiếp. Hãy cùng nhấn nút đăng ký để cập nhật các clip mới nhất của tinh dầu tràm Da Gia Pha. Hãy cùng like và chia sẻ để kiến thức đi xa hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.